gửi sếp, chị Khoa và các bạn đi nít. Hôm nay là ngày tròn 15 năm mình gắn bó với công ty. Từ lúc ra trường thực tập tại công ty đến nay cả thanh xuân của em chỉ biết đi nít các bạn à. Công ty như ngôi nhà thứ hai đã dạy dỗ nuôi sống em và gia đình em. Sếp bao la rộng lớn như người cha, chị Khoa như chị cả trong gia đình, em trân quý và biết ơn vô cùng. Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sếp, chị Khoa đã giúp đỡ em trong công việc, cảm ơn các thành viên đi nít. Chúc sếp, chị Khoa sức khỏe, chúc công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ. Năm cũ đã qua năm mới đến, kính chúc công ty an khang thịnh vượng, gia đình tôi Lễ và Nhung nhờ ban giám đốc nhận vô làm, trong công việc có sự hỗ trợ giúp đỡ của công ty và anh chị em nhân viên công ty. Nhờ đó Lễ và Nhung có động lực, mới có ngày hôm nay. Phấn chấn trong công việc, cuộc sống ổn định rất nhiều. Rất biết ơn ban giám đốc và anh chị em công ty rất nhiều, kính chào đoàn kết và xây dựng. Hành trình 5 năm là khoảng thời gian không dài và không ngắn, tuy nhiên có rất nhiều kỷ niệm đẹp và được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm, bài học quý giá. Chân thành cảm ơn sếp và mọi người đã giúp đỡ và dạy bảo thời gian vừa qua. Bắt đầu từ một đứa trẻ chưa biết gì, nhờ sự chỉ dạy và bồi dưỡng của sếp và anh chị giúp cho Lộc được phát triển và trưởng thành từng ngày tốt hơn. Hy vọng tương lai em sẽ được làm việc và gắn kết hơn nữa với mọi người và công ty. Cảm ơn sếp và anh chị. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc tới ban giám đốc và toàn thể anh, chị em một năm mới sức khỏe và thành công, thấm thoát mới ngày nào. Bây giờ tôi đã làm việc tại Danh Đặng được 5 năm, một chặng đường không ngắn cũng không dài. Tôi được làm việc trong môi trường thuận lợi như thế này nên cá nhân tôi muốn cống hiến nhiều hơn, cũng như phấn đấu cho sự thăng tiến của bản thân mình. Xung quanh tôi là những nhân viên giỏi, thạo việc và nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp nên tôi có những cơ hội học hỏi những kinh nghiệm cho riêng mình. Tôi xem công ty như gia đình thứ hai của mình, đồng nghiệp là anh em, nên chúng tôi cùng góp một phần nhỏ công sức cũng như tình cảm để xây dựng công ty phát triển hơn để chúng tôi có cơ hội gắn bó lâu dài hơn nữa. Tôi mong muốn với những nền tảng vững chắc và định hướng chiến lược đúng đắn, ban lãnh đạo sẽ dẫn dắt công ty ngày càng phát triển hơn nữa, tạo điều kiện cho mọi nhân viên có cơ hội đóng góp ý kiến, cơ hội thăng tiến trong công việc và chế độ đãi ngộ phù hợp để tăng tinh thần đoàn kết và gắn kết trong tập thể. Công ty tăng cường các hoạt động giao lưu và tạo điều kiện cho mọi người hiểu hơn về văn hóa công ty và gắn bó trong công việc. Khi làm việc cho công ty Danh Đặng, tôi rất tự hào về công ty mình vì sự uy tín, sự đóng góp to lớn trong việc cung cấp các sản phẩm, thiết bị công nghệ đến người dùng. Tôi biết rằng không phải ai cũng may mắn tìm được một công việc phù hợp, kiếm ra tiền từ công việc đó và có đam mê với nghề. Tôi yêu công ty Danh Đặng, yêu công việc của mình. Cảm ơn ban giám đốc, phòng kế toán, phòng hành chính nhân sự và tất cả các nhóm, đặc biệt là nhóm Comac đã dẫn dắt tôi và các nhóm gắn bó đi bên nhau trong suốt thời gian qua, cũng như cảm ơn tất cả các anh chị đã giúp đỡ tôi suốt quãng thời gian làm việc tại công ty Danh Đặng bây giờ và mãi mãi.